Dư Lê Hoàng Thị Linh không thể chìm, một cái ôm đủ nói lên tất cả, tình trông như đã, mặt ngoài còn e. Mình không phải giấu, mà mình cũng không phải là công khai. Mình cứ sống bình thường, ai biết biết. Ai biết thôi. Ai cứ gửi lời chúc phúc thì mình cảm ơn. Từ lâu, Hoàng Thị Linh và Dư Lê đã được coi là một cặp đôi đẹp của Vbiz. Họ liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò, thể hiện tình cảm dành cho nhau một cách tình tứ và không ngại sánh bước bên nhau tại các sự kiện. Mặc dù chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, nhưng người hâm mộ vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột về mối quan hệ của Hoàng Thị Linh và Dư Lê. Trong sự kiện ra mắt MV mới của Hoàng Thùy Linh, người yêu tin đồn của cô như thường lệ sẽ luôn có mặt để ủng hộ người đẹp. Thế nhưng thay vì chỉ âm thầm đứng sâu và né tránh sự thân mật như trước kia, lần này họ lại thoải mái dành cho nhau ánh mắt đầy tình tứ. Hoàng Thùy Linh còn chẳng ngần ngại thể hiện sự tinh nghịch, đáng yêu với đối phương. Giọng ca si tình thậm chí còn tiến lại gần, chủ động ôm lấy Dư Lê trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Họ cũng thoải mái trò chuyện, tương tác với nhau nhiều hơn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngắm nhìn những khoảnh khắc này, những người yêu mến cặp đôi lại càng đứng ngồi không yên và càng tích cực đẩy thuyền nhiều hơn nữa. Tin đồn hẹn hò giữa Dư Lê và Hoàng Thùy Linh đã nổ ra từ lâu. Tuy nhiên, họ thường né tránh những câu hỏi liên quan đến đời tư. Dư Lê từng tâm sự rằng bản thân không giấu giếm chuyện tình cảm với khán giả, nhưng cũng sẽ không trưng bày ra cho tất cả mọi người cùng thấy. Những ai yêu mến và quan tâm thì chắc chắn họ sẽ hiểu, ai chúc phúc thì cảm ơn. Thực chất họ không chỉ vướng tin hẹn hò mà thậm chí còn bị đồn là đã về chung một nhà trong căn penthouse mà nữ ca sĩ tậu về từ đầu năm 2021. Bằng những hình ảnh check-in trên mạng xã hội, netizen đã nhanh chóng soi ra nhiều hint họ đang chăm sóc nhau dưới một mái nhà. Trong những buổi họp mặt của hội bạn thân gia đình văn hóa, netizen dễ dàng nhận thấy những màn tương tác ngọt như mía lùi của Dư Lê dành cho Hoàng Thùy Linh. Sự ga lăng ấm áp của Dư Lê chắc hẳn đã nhiều lần khiến hội chị em phải nổ đơm đớm mắt vì ghen tị, dù không công khai nhưng vẫn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, nếu thường xuyên theo dõi cặp đôi này, sẽ dễ dàng nhận thấy họ nhiều lần quăng miếng bằng những trang phục đôi, chẳng biết áo quần giống nhau hay là nàng mặc trước, chàng mặc sau. Đôi lúc họ còn bị bắt gặp mang những đôi như một cách khẳng định chắc nịch rằng mình là hoa đã có chủ. Chưa kể, Hoàng Thùy Linh còn nhiều lần xuất hiện trong những buổi tiệc của gia đình Dư Lê. Thậm chí có lần, một tài khoản mạng xã hội còn khẳng định đã tận mắt nhìn thấy mẹ của Dư Lê dẫn cặp đôi này đi sắm sửa nội thất. Điều này càng khiến netizen khẳng định về nghi vấn họ đã về chung một nhà. Tài khoản này đã chia sẻ, Dư với Linh đi mua nhà rồi ạ. Hôm bữa mới gặp đi mua đồ nội thất, mẹ Dư cưng Linh thôi rồi, mua gì cũng nói là thôi, để hỏi con bé Linh đã chịu không. Trước những khoảnh khắc này, netizen luôn khẳng định chắc nịch về mối quan hệ, tình trông như đã, mặt ngoài còn e của Hoàng Thùy Linh và Dư Lê. Ai nấy đều mong chờ về một ngày họ sẽ công khai mối quan hệ và chính thức về chung một nhà. Bạn nghĩ sao về những khoảnh khắc tình bể bình của Hoàng Thùy Linh và Dư Lê? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!